Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Cơn Lạnh nhé. Tiếng nghỉ Tết nhưng mà buồn quá các bác. Đang làm mà tự dưng làm in ít cái tự dưng thấy nó buồn buồn. Quanh ra lại quẩn vào, không biết làm cái gì. Tiền thì không có, các mọi người có tiền đi sắm Tết, mình không có, đâm ra cứ quanh ra quẩn vào. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một cái đăng ký kênh. Hôm nay sẽ lên cho bác một số mã đài cassette nhé. Các bác ngoại nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Xem nào. Để cho bác đầu tiên là em gì đây? Đây. Nên cho bác đầu tiên em này là một em Sony các bác nhá. Đấy, cái này nó là giấy dán thôi. Giấy dán rồi các bác nhá. Cái này về các bác lột ra được. Một em Sony, model là CBSW901 này. Giải tần 108 các bác nhá. Một em Sony này. Quên rồi, chưa bật điện, các bác chờ một chút nhé. Dại dần, dại dần. Có cái chuyện. Radio giải tần 108 này. Chúng ta vừa nghe bài Quand on parle de toi và bài Ma colère do La Grande Sophie sáng tác và trình bày. Trước khi chia tay với nữ ca sĩ, songwriter người Pháp La Grande Sophie, Hoài Anh xin mời các bạn thưởng thức ca khúc mang tựa đề Les Portes. Đấy, cassette thì con này là phím mềm, phải có băng mới thử được các bác nhé. Đấy, thì bây giờ là đang đăng, bao là radio nó sống rồi nhé. Đấy, cassette thì coi như là chưa chạy đi. Đấy, cassette chưa chạy nhé. Đấy, về các bác dọn dẹp lại phần cassette nhé. Nói chung là hàng này hàng bãi thì về các bác nếu như mà có chạy nữa về các bác vẫn phải chỉnh sửa lại nhé. Mã này là mã 589 này. Để cho bác với giá là 800k thôi. Đấy. Giá của ngày Tết các bác nhá, ngày cận cận Tết rồi này. Đấy. Cảm ơn thì các bác cứ chốt rồi cọc hoặc là chuyển khoản để đấy nhá. Đến mùng 6 Tết thì bên em mới bắt đầu gửi đi được. Đấy. Bên Viettel họ sẽ nghỉ đến mùng 6 Tết. Bên em vẫn nhận cọc hoặc là chuyển khoản hết, các bác cứ để đấy rồi em có đến mùng 6 rồi em sẽ có trách nhiệm gửi đi cho các bác này. Theo chứ bây giờ thì chịu rồi, không thể gửi được rồi. Theo lên cho bác một em này là một em Sony này. Nút này đang hơi kẹt hay sao. Một em Sony CBSW302 các bác nhé. Giải tần 108 này. Nút này đang hơi kẹt nút rồi. Con này thì nó có đường line in bên trên này. Đấy, radio thì hoạt động nhưng mà tiếng đang hơi bé tí. Cái này thì nó là dầu như là nó bật trên app rồi các bác nhé. Tiếng nó đang hơi bé tí này. Đấy, radio thì hoạt động rồi, cassette thì chưa thấy chạy nhé. Đấy, cassette thì về các bác dọn dẹp thôi. Mã này là mã 560 này. À 590 này. Quên, lỗi các bác nhé. Miền Bắc nó nồm ẩm quá đâm ra này. Dán giấy nó không dính nhỉ. Mã này là mã 590 này. Để cho bác với giá là 750k thôi. Đấy. Giá của những ngày gần Tết rồi. Giá quá là hời luôn các bác nhá. Quá là rẻ luôn, rẻ hơn so với lại hôm năm rất là nhiều luôn. Gọi là tiếp theo lên cho bác một em này là một em Hitachi này. Đấy, em này còn nguyên mic các bác nhé. Đấy, nguyên mic này nhưng đang hơi bụi bẩn ý. Về các bác cũng khó lau chùi này. Một em Hitachi TRK1260. Đấy, con này giải tần 90 các bác nhé. Nút niếc anten đầy đủ này, chân cắm này. Có điện vào đây các bác nhé, nhưng mà đang chưa dò được. Nếu có điện vào thì kêu này. Một em Hitachi. Mã này là mã 591 này.
cho bác với giá là 800k rồi. Đấy. Một em Hitachi nhé, mic này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Vâng, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Crown này, một em Crown các bác nhé, một em Crown giải tần 108 này. Em này có cả cửa đĩa này. Gì? Đấy, một em Crown các bác nhé, giải tần 108 này, nút niếc anten đầy đủ. Và trận cửa khúc và một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Vâng, cái chủ đề ngày hôm nay thì radio thì hoạt động được các bạn nhé. Đúng không chị? Thì tự ti khiến con người thường xuyên nghĩ bản thân mình là một người thúc rất là nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và những mối quan hệ, khiến con người trở nên cô lập với thế giới và bỏ qua rất là nhiều cơ hội phát triển trong công việc, học tập cũng như trong cuộc sống. Đấy, radio thì hoạt động rồi, trong này nó còn cái băng, cái cassette nó còn quay rồi. 破れて肺に出血が起こる高血圧性脳内出血。 Nhưng mà cái nút này sao nó chưa giữ được này. Để các bác chỉnh sửa lại nhé. Một em Crown giải tần 108 nhé, hình thức cũng còn rất là đẹp luôn này. Mã này là mã 592 này. Các bác với giá là 850k rồi. Các bác chuyển khoản hết bên em vẫn hỗ trợ bao phí ship nhé. Các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Lên cho bác cái em này là em cassette không này, Aiwa TP550. Cái này nó dùng DC à? DC 6V không biết là nó còn chạy được không. Mà chờ em chút xem nào. À, cái chân này chân bé các bác nhé, chân bé không thử được này. Bán vò cho các bác luôn, em cassette không này. Mã này là mã 593 để cho bác với giá là 350 thôi. Đấy, bán vò cho các bác luôn này. Miền Bắc nó đang nồm nên là nó cứ ẩm ẩm nên là dán nó không 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 dính được các bác nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chia sẻ, bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một cái đăng ký kênh. Vâng, bạn nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. Đấy, con này giải tần 108 nhá. Này đang thiếu vẫn một cái nút ở đây này. Một nút chỉ IMFM này. Cái nút của băng của đầu đĩa này nhá. Đặc trưng bởi các dấu hiệu tâm thần riêng biệt. Vâng, tình trạng này khiến con người luôn cảm thấy mặc cảm về mọi khía cạnh của bản thân khi so sánh mình với người khác. Và họ luôn mang tâm lý mình không xứng đáng như người khác chị ạ. Mình thấp kém và tệ hại. Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Cassette với đầu đĩa thì là em chưa thấy nó chạy đâu nha. Đĩa thì em cũng không 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 có đĩa thực rồi. Mã này là mã 594 này. Để cho bác với giá là 800k rồi. Một em Toshiba rất là to, rất là dài các bác nhé. Tết nhất người ta có tiền đi chơi, tết nhất mình không có tiền ở nhà buồn quá các bạn nên lại phải lên đâu. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Hitachi này, model là TRK5190 các bác nhé. Đấy, giải tần 90. Đấy, nhìn rất là hầm hố luôn này. Này về các bác lau chùi đi, đang bụi bẩn này.
ban huấn luyện câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện có biểu hiện nghi vấn cá cược nên đã báo cáo lãnh đạo câu lạc bộ và VFF, không loại trừ khả năng 5 cầu thủ này sẽ bị treo giò vĩnh viễn. Radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì chưa thấy chạy này. Cassette để các bác dọn dẹp lại phần cassette đây nhá. Một em Hitachi. Mã này là mã 595 này. Để cho bác với giá là 1.1 triệu thôi. Này, em cho bác một em đài hộp này. Bây giờ một em ai qua các bác nhé. Còn nguyên cả dây sạc này. Có nguyên cả dây sạc nhé. Con này nó dùng DC này. Bây giờ một em ai qua, con này giải tần 108 các bác nhá. Sẽ khiến con người càng tự ti và thụt lùi về sau. Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Và suy nghĩ mình chẳng có tài năng gì sẽ càng khiến cho khả năng thất bại và thua cuộc lớn hơn nữa. Ra những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, hình thành nên một rào cản khó vượt qua cho chính bản thân mình. Cảm giác luôn bị... Radio thì hoạt động rồi nhé. Cassette nó còn chạy này. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy nhé. Một em ai qua, nguyên cả sạc của nó, sạc ai qua luôn này. Mã này là mã 596 này. 596. Để cho bác với giá là 400k thôi. Các bác chuyển khoản hết bên em vẫn hỗ trợ bao phí ship này. Đấy, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Nhưng mà đến mùng 6 em mới gửi được các bác nhé. Đấy, các bác chốt thì các bác cứ cọc để đấy. Thì em mùng 6 em sẽ có trách nhiệm gửi đi cho các bác này. Đấy, theo lên cho bác một em này là một em Victor này. Một em Victor. Model của nó là RCF3 các bác nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, con này có cả đường line in này. Đấy, hơi bụi bẩn tí. Mối quan hệ xung quanh, không ai có thể thay đổi tốt hơn là bản thân của bạn. Hãy cố gắng thay đổi để nhìn nhận lại chính mình. Khi bạn tự tin và suy nghĩ tích cực về giá trị của mình, thì người khác cũng sẽ thấy như vậy. Đừng nên nghĩ là mình thấp kém và thất bại. Vì... Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Cassette thì thấy nó còn có chạy này. Đấy, cassette vẫn còn chạy các bạn nhé. Đấy, hai bên cassette đều vẫn còn đang chạy này. Đấy, radio thì giải tần 108 này. Nói chung là con này nó đang chạy hết rồi này. Đấy, về các bác lau chùi này. Một em Victor RCF3. Mã này là mã 597 này. Để cho bác với giá là 750k thôi. Đấy. Giá ngày Tết này là giá quá là... 750k. Giá quá là
rẻ đâu các bác nhá. Đấy. Và tranh thủ thôi. Ngồi chơi lắm cũng chán, đâm ra lại phải lên video thôi chứ. Định lên ít thôi nhưng mà không đang làm bây giờ tự dưng ngồi chơi thấy buồn. Có tiền mà đi sắm Tết hoặc là đi chơi Tết cũng được, nhưng mà chết cái tội là không có tiền, đâm ra cứ ngồi nhà chơi nhìn nhau thấy buồn quá. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanier này, về kép U4A, giải tần 108 các bác nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, con này về các bác lau chùi lên nữa thì còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó đang hơi ố ố này. Cái này là ố ấy thôi. Ố kiểu là ố bụi nó để lâu này. Kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không tên. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette thì chưa thấy chạy. Cassette thì về các bác lau chùi dọn dẹp lại cái phần cassette nhé. Đấy, một em Sanier VKU4A này. Mã này là mã 598 này. Để cho bác với giá là 800k. Đấy. Mã 598, 800k các bác nhé. Lên cho bác một em này là một em Sanier VKU4MK3 các bác nhé. Đấy, giải tần 108 này. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này. Con này nó đang bị nứt mất miếng ở chỗ này rồi. Nứt miếng chỗ này các bác nhé. Để các bác xem dán lại. Có điện này nhưng mà chưa thấy có kêu cái gì này. Đấy, cassette thì thấy nó vẫn còn chạy này. Ôi, có khi lại rối băng rồi. Lại rối băng, lại kẹt băng rồi. Thôi, kẹt băng rồi các bác. Có mỗi cái băng để thử lại kẹt rồi. Thả luôn cho các bác này. Đấy. Một em này nhá. Cái này là cái miếng này nó về nó màu nó hơi bị nứt này, về các bác dán lại được. Nó vẫn còn nguyên miếng này. Mã này là mã 599 này. Để cho bác với giá là 750k thôi. Đấy, 750k, một em Sanier VKU4MK3 nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony này, model là CFM22 các bác nhé. Giải tần 108 này. Con này thì nó có dây nguồn liền luôn nha các bác nhé. Dây nguồn liền luôn này. Nó quan trọng như thế nào và nó ảnh hưởng ra làm sao ạ? Và em nghĩ rằng là radio thì hoạt động rồi này. Quan trọng. Và nó ảnh hưởng mật thiết đến cuộc sống hàng ngày và đến cái sự phát triển cũng như là gì. Cassette này thấy có quay đây nhưng mà nó chưa mở được cửa băng ra. Ngay cái thời mà thời mà em còn đang ngồi trên ghế nhà trường đúng không ạ? Thì cái phần tự tin thì đây cassette thấy nó còn có quay đây các bác nhá. Có quay đây này. Nhưng cái băng nó lại bị kẹt mất trong kia rồi. Tâm ra là giờ là chịu. Chị em chúng ta có thể quan sát. Không thử được nữa rồi, không còn cái băng nào rồi. Một em Sony CFM22, hình thức cũng còn khá là đẹp luôn này. Nút niếc anten đầy đủ, con này nó có dây nguồn liền các bác nhá. Radio thì hoạt động, cassette thì thấy nó vẫn còn quay. Bây giờ không còn cái băng nào để thử nữa rồi. Một cái băng duy nhất ở trong kia giờ nó lại bị kẹt mất rồi. Mã này là mã 600 này. Để cho bác với giá là 700k thôi. Đấy, một em Sony CFM22 nhé. Đấy, 700k này. Đấy,
Đây cho bác một em này, là một em Sony này. Một em Sony. Một em Sony CM70 25 mã các bác nhá. Đấy. Giải tần 90 này, nút niếc anten đầy đủ này. Cái mặt này đang hơi bị bong về, các bác dán lại. Cái này thì nó là dán. Con này thì nó có dây nguồn liền này. Chưa vào điện. Đây, dây này đứt rồi. Liệu dây này có đứt không? Chưa thấy nó vào điện này. Dây này nó có đứt không? Chưa thấy gì này, bán mù luôn, không thử lâu nữa, lâu nó mất thời gian rồi các bác nhá. Anh các bác còn đi xem, tranh thủ các bác còn đi sắm Tết đây này. Còn em thì xong rồi em về nhà em đi ngủ thôi. Mã này là mã 601 này. Để cho bác với giá là 900k, bán mù. Đấy. Không biết là nó có bị đứt dây điện không nữa. Bình thường có thời gian thì là sẽ xem, nhưng mà giờ nó gần Tết rồi, quay nhanh cho các bác còn đi chơi Tết nhé. Đấy, xem ngắm Tết này. Chị em thì là em xong rồi em về em đi ngủ thôi, chứ không có tiền để đi chơi Tết, quay xong nhanh thủ về đi ngủ. Tiếp theo lên cho bác một em này, là một em Nationa. Đấy, hình thức còn quá là đẹp luôn các bác nhá này. Đấy, từ cái viền loa này, những cái con dòng như này về rất hay bị cái viền loa này nó bị ố, mất cái mạ này. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này, giải tần 90. Đấy, con này thì nó cả đường line in nhé. Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Cassette thì thấy con này nó còn đang quay đi coi nhé. Nhưng quay lờ đờ lắm. Về các bác phải thay lại cái dây thôi. Cái dây nó trùng rồi. Nên quay lờ đờ lắm này. Có băng thì có thể là nó vẫn kéo được ấy, nhưng mà giờ nó không còn cái băng rồi. Một em Nationa RQ4050. Còn nhìn quá là đẹp rồi này. Mã này là mã 602 này. Để cho bác với giá là 1,2 triệu thôi. Đấy. Giá ngày này thì các bác không thể chê vào đâu được nữa rồi. Nên cho bác một em đài hộp đây này. Cái này nhìn. Nhìn rất là sang chảnh nha các bác này. Đấy, nhìn vuông này. Mặt này là mặt cassette này. Mặt này là mặt radio. Con này giải tần 90. Dùng DC 3V các bác nhé. Bây giờ còn DC 3V cơ, có thử được không ấy cơ. Không thử được là chân này không vào được. Không thử được. Còn nguyên hộp mới nguyên này các bác nhá. Bác xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Không, chưa thử được các bác nhé. Mù luôn cho bác này. Nói chung là những con này nó còn mới nguyên hộp này thì
Không thể chết được. Mã này là mã 603 này. Để cho bác với giá là 350k đó. 350k các bác nhé. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo này. Một em Sanyo, model của nó là cái gì U4 này. Con này nó có cả đường line các bác nhé. Model của nó là MRWU4D các bác nhé. MRWU4D này. Con này nó có cả đường line. Ẩm 47666 mở thưởng ngày 31 tháng 1 năm 2024 đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc công ty xổ số kiến thiết Thái Bình tại số 03. Đấy, radio thì hoạt động rồi, cassette thì chưa thấy chạy các bác nhé. Đấy, một em Sanyo WU4D này. Mã này là mã 604 này. Để cho bác với giá là 850. Đấy. Là 850 các bác nhá. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Theo lên bác một em này là một em Sony này, model là CFS V2 các bác nhá. Giải tần 90, mặt quá là đẹp luôn. Nhưng mà đang bị mất cái miếng nhôm ở trên này rồi. Miếng nẹp nhôm ở trên này các bác nhé. Đấy, cái này về các bác cắt miếng nẹp nhôm khác này. Đấy, đang bị mất miếng nẹp nhôm rồi. Radio thì hoạt động rồi, cassette thì thấy nó vẫn còn quay đấy các bác nhá. Cassette thì vẫn còn quay này. Đấy, con này đang thiếu mỗi cái nẹp nhôm trên này. Đấy, về các bác cắt miếng nẹp nhôm khác nhá. Một em Sony nhìn còn quá là đẹp luôn. Đấy, có dây buồn liền các bác nhá. Mặt mũi còn quá là đẹp luôn. Đấy, dây nguồn liền các bác nhá. Đường line in đằng sau này. Mã này là mã 605 này. 605. Để cho bác với giá là hơn 1 triệu rồi nhá. Đấy, về các bác cắt cái miếng đẹp nhôm khác. Bình thường con này nếu như mà nó đẹp với hình thức như thế này thì nếu như mà nó không còn, nó còn miếng đẹp nhôm này thì nó đẹp với, thì nó phải bán với giá tầm 1,4-1,5 triệu được các bác nhá. Vì hình thức nó còn quá là mới luôn này. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. Một em Toshiba giải tần 90. Đấy, nhìn cũng còn rất là đẹp luôn này. Toshiba RT2350 các bác nhé. Giải tần 90. Nút niếc anten đầy đủ này. Cái này những cái thanh giải tần này nó đang bị chạy nhầm chỗ các bác nhá. Đấy. IM này. Đấy, nó đến đây kịch rồi này. Đấy, nhưng mà nó đang bị chạy nhầm chỗ này. Đấy. Cái này về các bác tháo ra các bác đặt lại nhé. Radio thì hoạt động này. Giải tần 90. Bao gồm phòng họp báo, máy chạm được trang bị dịch vụ Internet, văn phòng bảo trì dành riêng cho các thiết bị và dụng cụ của phóng viên. Cassette thì chưa thấy chạy nhá. Về các bác dọn dẹp lại phần cassette xong các bác đặt lại cái thanh giải tần này nhá. Đấy, thanh giải tần nó đang bị chạy quá ra đằng này này. Mã này là mã 606 này. Để cho bác với giá là 700k thôi.
Cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết, bên em vẫn hỗ trợ bao phí ship này. Đấy, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Nhưng mà giờ thì chúng em không gửi đi được. Có thì phải đến mùng 6 Tết chúng em bắt đầu gửi đi được các bác nhé. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em sáp này, một em sáp QTS3. Nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, hình thức cũng còn rất là đẹp luôn. Một em sáp QTS3 này. Thấy có điện vào nhưng chưa thấy có tiếng các bác nhé. Đấy, cassette thì vẫn còn chạy này. Đấy, cassette thì vẫn còn chạy rất là khỏe luôn. Cái này về các bác vệ sinh cái chiến áp đi. Đây, con này cái giò giải tần này nó cũng bị tuột rồi. Đây. Đấy. Gọi như là bán tình trạng có điện chưa kêu các bác nhé. Một em sáp QTS3. Mã này là mã 607 này. Các bác với giá là 650k rồi. Mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một cái đăng ký kênh. Và chờ em một tí nhé. Em lên cho bác một mã nữa cho nó tròn mã này. Nếu không nó lại lẻ mã. Em này lại phải lấy dây. Này lên cho bác một em này là một em Sony này. Một em Sony. Nếu như theo như em gọi thì con này nó là con cú gạch các bác nhá. Nó bé bé như này nhưng mà rất là nặng luôn. Đấy, tất cả tay sách này nó cũng đều bằng sắt luôn này. Rất là nặng luôn, con này nó phải rơi tầm 6-7 cân. Con này thì giải tần 90 các bác nhá. Nhưng con này nó dò sóng điện tử. Và ba sách tháng 2 với nội dung đơn nữ. Radio thì hoạt động đấy các bác nhé. Nam 22 tuổi, Sonic Sinner lọt đến chung kết là một bất ngờ tại giải đấu năm nay. Trước khi có mặt ở trận đấu cuối cùng tại Melbourne, Sinner không hề có duyên với các giải Grand Slam. Mặc dù leo lên vị trí. Radio thì hoạt động rồi này. Giải tần 90 do sóng điện tử các bác nhé. Cassette thì chưa thấy chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette nhé. Đấy, mã này là mã 608 này. 608 để cho bác với giá là 700k thôi. Ông mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đến kênh mặt hàng bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai các bác nhé.